Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới, em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hôm nay để tiếp tục những cái video ở vùng quê, thì em đi một vòng Cai Lậy, thị xã Cai Lậy ngày nay, để các anh chị và các bạn có thể hình dung được cái sự thay đổi của Cai Lậy ngày nay như thế nào ha. Nếu mà chúng ta đã có thời gian gắn liền với ký ức tuổi thơ của chúng ta ở đây. Và hôm nay nhân tiện em đi ghé nhà một người bạn chơi, thì xong cũng trên đường về thì em chia sẻ vài ảnh ở khu vực Cai Lậy để bà con xem chơi cho vui nha, trong những ngày Tết này. Và hôm nay là ngày mùng 3 Tết, bây giờ là hơn 3 giờ chiều. Chúng ta có mặt ở đây là giao lộ quốc lộ 1 và con đường đi vào thị xã Cai Lậy, và ở đây người ta gọi là ngã tư Cai Lậy đó. Nếu các anh chị và các bạn đã từng ở đây thì chúng ta có thể hình dung được. Thẳng hướng này mình sẽ đi vô thị xã Cai Lậy, và sau lưng chúng ta đó là đi con đường tỉnh lộ 868 đi về Bến Tre, đi về Ngũ Hiệp. Đó, chúng ta chờ đèn xanh đèn đỏ nha. Ngay giao lộ này cũng có rất nhiều sự thay đổi nè. Ngày xưa ở đây rất là nhỏ hẹp, nhưng mà ngày nay rộng rãi. Đèn đỏ ở đây thì hơi lâu. Ở phía bên kia chúng ta nhìn đó là nhà thuốc Vạn Sanh Hòa, ngay góc bên trái của chúng ta nè. Rồi bên tay phải thì Vạn Đại Hòa. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi một vòng thị xã nha. Hồi xưa là thị trấn, nhưng mà sau này phát triển lên thành thị xã. Cái lại thì rất là nhỏ, không có lớn. Chúng ta chờ đèn đỏ chút xíu. Rồi ta tiếp tục thôi. Đối với Cai Lậy thì ngày xưa là thuộc Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang, ngày xưa là Định Tường đó, tỉnh Định Tường. Mình đi vào trung tâm của thị xã, và con đường này có tên là đường 30 tháng 4. Chắc có lẽ ngày xưa không phải là tên này, nhưng mà theo thời gian thì có tên 30 tháng 4. Và bây giờ cũng rất nhiều con đường mang tên mới. Và ngày xưa có những con rạch xung quanh đi vòng vòng ở trong cái thị trấn này. Chúng ta thấy đó là rạch Ông Hiệu, nhưng mà ngày nay thì con rạch Ông Hiệu đã được san lấp rồi. Do cái quá trình của đô thị hóa thì có sự thay đổi về hạ tầng. Ngày xưa ngay vị trí này là cầu Ông Hiệu nè. Nếu mà các anh chị đã từng sinh sống ở đây và vì lý do gì đó chúng ta đã rời khỏi Cai Lậy và chưa có dịp về, thì hôm nay thông qua video clip này em cũng gửi quê hương đến gần hơn với các cô chú anh chị và các bạn. Mà nếu chúng ta ở các tỉnh khác hoặc là ở các thành phố khác thì mình cũng có biết được cái thông tin về thị xã Cai Lậy ngày nay nó như thế nào á. Đó, trước mặt chúng ta đó là ngày xưa là rạch Ông Hiệu nè, nhưng mà bây giờ là đường Ông Hiệu rồi. Đường Ông Hiệu nè, ngay đây ngày xưa là cây cầu bắt con rạch Tàu Hủ đen thui à. Đây là cái tiệm chụp hình ngày xưa nè, tiệm chụp hình Mỹ Phương, rồi bây giờ cũng là Mỹ Phương nhưng mà ngày nay thì xây nhà mới hơn. Mình sẽ đi dạo một vòng ha. Vào những ngày này thì ở quê rất là nắng, các anh chị thấy những hình ảnh nó chói mắt luôn. Nếu mà ở các nước mùa này là mùa lạnh, ở nước ngoài thì những hơi ấm này sẽ các anh chị xem sẽ cảm thấy nó ấm áp hơn. Ngày xưa ở đây có một ngôi trường nè, trường Trừ Văn Thố nè. Đó, nhưng mà ngày nay là cái siêu thị Coopmart, và
bên cánh trái ta đó là Lăng Tứ Kiệt. Lăng Tứ Kiệt ở phía sau lăng này là chợ cũ Cái Lẫy đó. Trước mặt ta đó là con đường Tứ Kiệt giao với con đường 30 tháng 4. Mình sẽ chạy thẳng con đường 30 tháng 4 này ha, rồi mình sẽ vòng một vòng vô con đường mới, rồi mình sẽ đi vô chợ cũ. Lòng vòng ở đây để các anh chị các bạn có thể hình dung được Cái Lẫy ngày hôm nay như thế nào. Nhà cửa rất là khang trang nè, tuy không phát triển bằng các thành phố khác, bằng các tỉnh khác, nhưng mà bằng các thị xã khác, nhưng mà dù sao Cái Lẫy cũng có một cái sự thay đổi về diện mạo nè. Ở đây chúng ta thấy có miếu cổ Tứ Kiệt, một ngôi miếu rất là lâu rồi, rất là xưa rồi. Hôm nay chúng ta chạy một vòng ở đây bằng xe máy nha, tại vì Cái Lẫy cũng nói chung là lớn cũng lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Buổi trưa thì đi một vòng ở đây chắc phải mấy video mới hết, còn đi xe máy thì mình đi vài video là mình sẽ nhìn thấy toàn cảnh đó. Hy vọng thông qua những hình ảnh này của chú anh chị các bạn cũng có thể hình dung nếu mà chúng ta ngày xưa đã sống ở đây. Và sẵn đây mời các cô chú anh chị khác chúng ta cùng tham quan Cái Lẫy nha. Nếu các bạn có dịp về Cái Lẫy chơi thì chúng ta cũng biết được ở đâu có gì ha. Và nói chung con đường 34 này cũng không có gì đặc biệt, có những cửa hàng xe máy rồi quán cà phê, còn những quán nhậu thì chúng ta đến cái giao lộ này nè, ngã ba này nè, quẹo phải nè. Nếu mà mình đi thẳng nữa sẽ về Tân Phước đó, huyện Tân Phước, khu vực huyện Phú Cường nữa đó. Mình sẽ quẹo phải nè. Thẳng đường này mình sẽ ra quốc lộ nè, quốc lộ 1. Và con đường này có tên là đường 868 luôn. Rồi bên cánh trái mình thì có ngày xưa là con rạch đó, nhưng mà hôm nay là cái cổng đi vào cái khu chợ mới Cái Lẫy. Rồi chúng ta sẽ chạy một vòng chợ mới để các anh chị có thể hình dung được cái chợ mới ngày hôm nay ha. Nếu mà đã lâu rồi mình không có dịp về Sài Gòn về Cái Lẫy. Đây là cái cầu, gọi là cầu Phan Văn Khỏe. Chúng em nói Sài Gòn rất quen. Cầu Phan Văn Khỏe đi vào khu xóm trung, khu dân cư mới nè. Ngày xưa ở đây thì là một cái bãi đất trống, sau này mới san lấp mặt bằng rồi xây nên một ngôi chợ. Và ngôi chợ mới Cái Lẫy ngày nay thì có kiến trúc giống như là một phần giống như là chợ Bến Thành ở Sài Gòn vậy đó, cũng có bốn cửa đông tây nam bắc. Chúng ta đi vào ở bên đây là phía mặt cửa nam. Mình đi một vòng đây nha để các anh chị và bạn xem chơi cho vui nha. Ngày nay là Tết nên thành ra hầu hết bà con đều đóng cửa. Ở đây thì có những khu vui chơi cho con nít. Nhìn qua cửa nam nè, cửa nam của ngôi chợ. Bữa nay thì không có ai bán buôn gì đâu. Mình sẽ chạy một vòng cửa nam, qua cửa đông, rồi qua cửa bắc, rồi đi ngang cửa tây. Buổi sáng thì họ bán buổi sáng thôi, tại vì bây giờ người đi chợ cũng ít nên thành ra bán chút xíu. Cổng nè, cổng đông, cửa đông.
những cây dù, những cây dù ở chợ chỉ có hình ảnh ở Việt Nam thôi. Nếu mà các anh chị ở các tỉnh khác, ở các nước khác thì không biết có những hình ảnh này hay không ha. À, bên kia là đường Mai Thị Út, và đây là cửa cửa Bắc chợ Cái Lậy. Chợ rất là lớn so với chợ ngày xưa, chợ cũ. Chợ cũ thì cặp dòng kênh. Cặp dòng kênh Cái Lậy đó. Muối, tiêu, đường, đậu. Do chạy ngược chiều nên thành ra ngược nắng nên thành ra chúng ta thấy nó hơi tối, bà con thông cảm nha. Ở trong nhà lồng chợ thì bữa nay chưa có bán nhiều. Ta dừng lại chút xíu để bà con nhìn lại khu chợ mới để có thể hiểu được chợ mới ngày hôm nay như thế nào. Ta tiếp tục nha, tiếp tục mình đi một vòng vài cung đường nữa rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video clip về chợ cũ. Bên kia là những dãy nhà cặp cái con rạch ngày xưa đó. Cái này ngày xưa thì có tên là kênh Tân Trà đó, nối liền với sông Ba Rài đó. Ở trong cái khu chợ mới này có rất là nhiều quán cà phê. Những con rạch cũng như các con rạch khác ở các khu đô thị khác thì đa phần những con rạch này nó không nước, không có trong, không có, là do dòng chảy nó không có mạnh đó. Buổi chiều ở Cái Lậy những ngày nghỉ thì người ta hay hát karaoke. Mình sẽ vòng xuống cái khu sân banh nha, khu sân banh ở con đường Thanh Tâm. Ngày nay thì có rất nhiều con đường mới. Nói tên cho các anh chị hình dung nếu mà có xem bản đồ thôi, chứ thật ra nếu mà mình không có ở Cái Lậy thì nói tên này tên kia thì cũng không hình dung được ha. Kiểu mình đi dạo một vòng.
Và đây là con đường Bến Cát nè, đi vào khu chợ Cai Lậy nè. Cái đường này cũng là đường mới mở sau này thôi. Mình quẹo phải qua đường Ông Hiệu nè. Đường Ông Hiệu là cái con rạch á, con rạch Ông Hiệu ngày xưa nè, bây giờ thành con đường rồi nè. Những cái nhà mặt tiền bây giờ, ngày xưa là mặt tiền của con rạch. Hồi đó em có đi học anh văn ở đây nè, học thêm anh văn nhà cô Yến. Trái xuống đây là chúng ta sẽ đi đến một ngôi trường. Ngôi trường đó là trường Đốc Binh Kiều, mà ngày xưa trường này có tên là trường tiểu học Cai Lậy đó, ở chi nhánh cũ. Còn đây này là chi nhánh mới rồi, là coi như là một trường mới hoàn toàn rồi. Trường tiểu học Cai Lậy nằm ở trong chợ cũ đó. Chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video chợ cũ, rồi vòng 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 ở trong chợ cũ ha, qua cái khu xóm đó. Nếu mà các anh chị có trong cái group trường Đốc Binh Kiều thì ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ngôi trường ngày xưa. Ngôi trường này cũng là ngôi trường em đã từng học nè. Nhìn lại ngôi trường xưa cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Đã biết tiễn đưa biết bao nhiêu thế hệ học trò. Ở phía sau ngôi trường này thì có một cái sân bạch đó, và chúng ta sẽ chạy vòng ra phía sau để xem thế nào ha. Ở trong 6 tháng trước thì em cũng có về và đi vòng vòng ở đây để các anh chị xem rồi đó. Nhưng mà đi lúc đó thì đi bộ đi vài con đường đó. Và hôm nay chúng ta sẽ đổi phong cách, đi xe máy để mình đi được nhiều hơn. Hôm nay giống như là một cái tour guide để dẫn các anh chị đi về một cái thị xã ở vùng quê vậy. Không biết ngày nay sân banh có còn hay không ha. Nhà em thì cách trung tâm thị xã khoảng 2-3 km đi về hướng Nam. Ồ, sân banh vẫn còn nè. Đó, phía sau trường thì có cái cổng đi ra. Đó, sân banh huyện Cai Lậy. Sẽ chạy một vòng sân banh ha, rồi mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở khu chợ mới Đốc Binh Kiều, ở chợ mới Cai Lậy và con đường, những con đường mới đến khu trường Đốc Binh Kiều mới, để bà con xem chơi vui, để đổi những không khí, những hình ảnh ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ đi về quê hôm nay. Và khi mà các anh chị và các bạn đã xem cái video này thì chắc có lẽ em đang ở Sài Gòn rồi nè. Thông qua những cái video về quê hương thế này thì em cũng hy vọng là sẽ gửi quê hương đến gần hơn với các cô chú anh chị đã từng sinh sống ở vùng quê này. Và hy vọng
qua video thì cũng chia sẻ với bà con vài vài thông tin về khu vực Cai Lậy ngày nay. Mà đó đi ngang con đường này sợ lắm. Ở đây có đi ngang một cái khu nghĩa địa, rất là nhiều mã mồ nè. Có người Hoa, có người Việt, có rất là nhiều luôn. Vô đây là chùa Khánh Sơn. Buổi tối đi đây là lạnh luôn á. Chúng ta ra đây là đường Bến Cát lúc nãy đó. Rồi một số hình ảnh vòng vòng khu xóm mới gửi cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới thì em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Theo hướng này là mình sẽ đi về quốc lộ 1 luôn nè. Rồi, bye bye, bye bye của chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.